Lợn ơi, mày giúp tao kiếm tiền nhá. Dừng lại. Mày nhớ cái mặt tao à? À, tao sợ mày quá. Mặt chú bạc ấy, con rắn kìa. Đừng im. Rắn độc đây. Tao bảo mày chỉ đường cho bản tao tới bản lác của người mèo cơ mà. Bản này là bản vóc. Dân tộc tao là dân tộc tò ca đấy. Người dân tộc nhá, họ dùng bùa ngải để chiếm lĩnh hữu tình cảm. Giang ơi! Chúng nó có võ bọn mày ơi! Ôi! Về nhá! Ôi Giang ơi! Có đứa nó! Nhạc chị tôi! Theo phong tục của bản ta, người khác mà xúc phạm với dân bản thì sẽ bị phạt đứng ở giữa sân bản 3 ngày. Thằng bé này, nó đang bị bệnh, nó đang bệnh rất nặng. Bà con đừng đuổi nó, đừng giết nó. A Riêng à, dân bản ta sai rồi. Chúng tao đã nghe bụng của cái người xấu này làm hại gia đình mày. Từ nay dân bản ta sẽ góp gạo, góp rau, nuôi cho mày lớn như cây cơ ni ở trong rừng ý nhá. Mày phải tươi lên, mày là con của núi rừng mà.